vlog của mình nha. Hôm nay mình lại ra ngoài đồng ngay chỗ cũng quen thuộc của mình. Hôm nay mình sẽ làm món là trứng cút, mình sẽ nướng ở trong cái lon bia nha. Trứng cút nướng ở trong cái mình cắt cái lon bia ra, mình lấy cái đít của nó rồi mình sẽ nướng trứng cút như tất cả các bạn. Tại vì nhà mình thì không có cái chén mà dạng như cái chén bánh bèo á, nên mình có lon bia nên mình tận dụng cái lon bia mình nướng trứng cút luôn nha các bạn. Trứng cút thì hôm nay á, đây 50 em trứng cút đã về với đội của mình nè. Nhưng mà 50 trứng nhưng hồi sáng cũng rai rai, mình làm bể hết vài trứng rồi các bạn. Chạy xe về lổng cổng cái nó dai vô nhau, cái nó bể hết vài trứng rồi. Cái trứng cút á này á thì là nó nhỏ hơn cái trứng gà, trứng vịt, nên nó cái độ tanh của nó cũng không có bằng mấy cái trứng kia nữa, nên mình đã nướng lên mình ăn coi thử cái vị của nó như thế nào nha. Bây giờ tất cả các bạn cùng theo dõi video của mình nha. Các bạn thấy video của mình hay, hãy để lại một like, một đăng ký kênh Thơ Vlog nha. Mình làm món trứng cút nướng này thì nguyên liệu của Thơ có chuẩn bị như là bắp luộc nè, bắp này mình luộc thì mình thái ra, hành lá, rồi tỏi này mình cháy với dầu. Rồi bị hôm nay mình có để thêm thịt cua nữa nha các bạn, thịt cua mình đã cháy sơ ra rồi. Rồi xúc xích, hành này là hành củ hành tím mình phi. Rồi không thể thiếu đó chính là lon bia đã mình đã cắt ra, và trứng cút nha các bạn. Trứng cút của mình đây, đây trứng cút, và cái chén nước mắm nha. Chén nước mắm này thì mình có để đường, bột ngọt, rồi nước mắm mình đã nêm vừa ăn đằng tí mình chan vô trong cái trứng cút nướng nha các bạn. Đó, đây nguyên liệu của mình đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ làm nha các bạn. Đây cái bếp điện thoại của mình đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhóm bếp lên để đốt lửa, rồi sau đó mình sẽ nướng trứng cút nha. Bây giờ bếp lửa đã cháy rồi, và bây giờ bắt đầu mình sẽ làm cái trứng cút để bỏ lên cái dĩa nha. Xong rồi mình sẽ lấy cái cây cọ này đây, mình sẽ quẹt, lấy cái dầu đó mình sẽ quẹt xung quanh cái lon bia nha các bạn. Đó, mình sẽ quẹt đều đều lên hết. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đập trứng. Đó, mình một lon mình sẽ để 4 trứng nha các bạn. Mình đây 4 trứng của mình đây nha các bạn. Đó, do cái trứng đó, 4 trứng, cái đá lon của mình thì mình làm nó cũng hơi cao nha các bạn. Rồi không biết vô mình nướng coi thử nó làm sao nha. Rồi bắt đầu cái mình sẽ để tiếp bỏ lên trên bếp nướng, xong rồi mình sẽ bỏ tiếp cái nguyên liệu vô nha các bạn. Rồi xong, trứng cút này mình đã đập hết vô trong cái lon bia rồi, bây giờ mình sẽ chất lên bếp.
Rồi bây giờ mình sẽ bỏ trứng lên trên cái bếp lửa mình đã chuẩn bị sẵn nha. Mình sẽ cho hành lá vô. Đây là bắp nha các bạn. Đó, mình sẽ bỏ bắp vô. Còn đây là xúc xích nha. Mày không rớt. Còn đây là thịt cua. Đó, thịt cua mình sẽ bỏ vô. Rồi bây giờ sẽ tới là nước mắm. Nước mắm này là mình nêm cho nó vừa ăn rồi xong mình sẽ chan vô. Hello các bạn, sao mà thành quả mồ hôi rớt đọp đọp nhiễu nhão hết trơn các bạn ơi. Và thành quả của mình đây. Đây. Bước đầu thì mình thấy nó rất là đẹp mà không biết ăn vô thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Mà cái nít này á, toàn là lọ không hà, đem ra một cái có thể là đánh bài quẹt lọ được luôn á. Nó bị cháy. Ơ đen thùi lùi. Rồi trứng cút mình nướng này thì mình có để thêm hành phi nha các bạn. Nhắc xuống xong thì mình có để hành phi trên lớp mặt trên đang ăn cho nó ngon nha. Rồi mình sẽ chấm kèm với tương ớt. Đây tương ớt nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ thưởng thức nha. 4 2 4 6 8 được làm được 8 cái lon bia nha các bạn. Mới đầu á mình tưởng nó sẽ cháy đen thui thùi lùi luôn, ai ngờ nó chín xong rồi mà cái ở trong nó vẫn đẹp, rất là đẹp luôn nè các bạn, cho các bạn coi nè. Đó rồi bây giờ mình sẽ ăn đây rồi sẽ nói cảm nhận cho tất cả các bạn cùng biết nha. Giờ bắt đầu mình sẽ xịt miếng tương ớt vô. Đây mời tất cả các bạn ăn chung với mình nha. Không tệ các bạn ơi, rất là ok luôn á.
mình có để cái dầu mà cái dầu tỏi cháy lên rồi á, nên thành thử ra bên trong nó không có bị cháy gì hết. Mình có để thêm bắp Mỹ nữa nên nó ngọt ngọt, xúc xích. Rồi mình có để thêm thịt cua nữa, cua biển này nữa, nên là cua biển thì nó hơi dai dai xíu nên ăn rất là ok luôn các bạn ơi. Quá thế đã. Có hành phi nữa giòn giòn thơm thơm nữa kết hợp vô nữa nên rất là tuyệt vời luôn. Quá xá luôn. Có tương ớt vô nữa, nó hơi cay cay nữa. Ngon quá. Cái lon bia này thôi ra nó cũng có tiện lợi lắm chứ bộ. Cái lúc mình cần á thì mình cũng đem ra mình cũng xài được. Tại do mình không có cái chén, mà cái chén nhỏ nhỏ đang làm bánh bèo quá các bạn, nên mình nướng luôn trong cái lon bia để cho nó tiện. Ai ngờ rất là ok luôn các bạn ơi. Mình để thêm miếng dầu vô nữa là nó sẽ không có khét. Để có hành lá nữa nên rất là thơm luôn các bạn. Wow. Tương ớt cay cay vô ngon hết sảy con bà bảy luôn. Rồi xong, mình sẽ tiếp tục đến cái ly thứ hai về. Lọ, trời ơi, sự kết hợp rất là tuyệt vời luôn. Gấu, gấu ăn hôm là chị hai cho gấu miếng nè. Gấu ơi, em gấu của mình thì nó nằm kế bên mình. Em gấu này nè là mình nuôi ảnh từ bạn ấy là bạn gái chứ là từ nhỏ tới giờ. Gấu ơi đứng lên biểu quay gấu nè, cho gấu một miếng nè. Gấu, gấu ơi cho gấu nè. Cho gấu một miếng nữa nè gấu ơi. Nó nằm thế bên thấy thương lắm nên mình cho nó ăn chung luôn. Nè cho con miếng nữa, cho bạn miếng nữa nè. Con lên ăn đi. Mắc cỡ. Gấu đang mang bầu. Thấy cái đuôi quát quát rồi ảnh không có lại. Gấu rất là đẹp gái. Mà gấu này thì nó mắc cỡ, không phải nó mắc cỡ, nó không có chịu đứng sát sát mình nên mình cũng không bắt nó lại luôn á. Hành phi giòn ngon lắm các bạn. Không ưng con mình đổ mồ hôi nãy giờ mình làm luôn á. Hôm nay bữa đẹp trời, trời không có mưa nên mình ra ngoài này mình làm clip được nè các bạn. Em gấu đã thấy mặt em gấu nhán cái, em gấu mất tiêu. Em gấu, em gấu của mình đã có bầu nữa rồi. Wow, ngon quá. Ở dưới đít của nó cũng hơi trái trái nha các bạn. Cái trái trái ăn thơm thơm. Thơm thơm mùi khét khét. Wow, lại tiếp tục. Mình uống miếng nước hết. Cái đã mình quên xịt tương ớt, bây giờ mình sẽ xịt tiếp. Cái này xịt nhiều nhiều tương ớt cho ăn cho nó ngon các bạn.
Đây, lần thứ ba. Wow. Lon nào cũng như lon nấy đều rang hết. Wow. Cái món này nè. Cái mình ăn cái này nè, mình thấy nó ngon hơn là nhờ mình cũng bỏ bắp vô á các bạn. Bỏ bắp nó ngọt ngọt vô á bạn. Còn mấy các bạn thì sao ha? Nó thích cái bắp này rồi đó. Bắp Mỹ á mình bỏ vô nên cảm giác ăn nó ngon mà nó đỡ ngán lắm các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành hết video của mình nha, với cái món mà trứng cút mình, trứng cút nướng của mình với thịt cua nghe các bạn. Mình ăn cũng đã được 3 hũ rồi, 3 hũ là đã đủ đô rồi. Mình xin dừng video ở đây nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha. Nhớ ủng hộ kênh Hơ Vlog, một like một đăng ký kênh nha. Xin chào tạm biệt.